Ok anh em ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với lại Doom Plan anh em nhé. Tất cả những cái cây chúng ta sẽ sử dụng nó chính là bom nguyên tử để bắn ra anh em ạ. Thì ở trong cái tập trước mà mình chơi cái mod này thì mình đã làm con Kettle Doom rồi, con mèo Doom rồi. Hôm nay anh em mình sẽ cùng đến với một con Doom khác, nó cũng cực kỳ là đặc biệt luôn anh em ạ. Đó chính là con Gatling P Doom anh em nhé, Gatling P Doom. Bình thường anh em mình chơi Gatling P thì nó đã kinh khủng lắm rồi, nhưng mà đây nó lại còn là Gatling P Doom hẳn hoi anh em ơi. Nó thực sự là nó tàn phá luôn anh em ạ. Thế là anh em sẽ cùng với mình để trải nghiệm xem là con Gatling P Doom này nó sẽ mạnh đến cái mức nào nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ cần phải làm sao để mình setup được cho cái cây của mình, nó có mình có đủ những cái con P Doom bình thường để mình còn trồng thêm được những con P Doom khác anh em ơi. Thì đầu tiên là cứ phải trồng hoang dương các kiểu ra đã. Bom này, con này nổ phát đi. Ô không nổ à? Ô kìa, sao lại không nổ này? Bom không nổ này anh em này. Bom này không nổ luôn. Ờ lạ nhờ. Bom thì bom lại không nổ à? Ác thật đấy. Ok, không nổ thì cứ đứng đấy. Bao giờ mày nổ thì thôi. Ờ thế này thì... Ờ thế này thì nó cứ không nổ, nó cứ câu kéo thời gian cho mình cũng được chứ nhở. À nhưng mà không, zombie nó cũng ra mà. Zombie nó cũng tự động nó ra mà. Nên là cũng không sao cả. Anh em mình cứ trồng hết Bidum ra đã. Cứ trồng hết Bidum ra rồi tính nha. Ok, trồng hết mấy cây Bidum 4.000 săn này ra trước. Bởi vì phải có cây Bidum 4.000 săn này ra thì hình như mình mới mới trồng được con này thì phải đúng không? Đây, trồng thử một con anh em nhá. Đây, đặt tên đây luôn này. Ôi, ui dồi ôi. Bình thường con Repeater kia, con Repeater kia nó sẽ bắn là hai quả bom nguyên tử. Nhưng mà cái con nhưng mà cái con Gatling Pidum này thì nó lại bắn những bốn cái bom nguyên tử cơ anh em ơi, bốn cái đấm nguyên tử cơ. Nên cho nên là anh em đang nhìn thấy là sức mạnh của nó cực kỳ là hủy diệt luôn anh em ạ. Sức mạnh điên luôn đấy. Xúc này đi đã. Đó, để cho nó đỡ, cho nó đỡ gọi là sao? Nó đỡ nổ nhìn trông ghê chứ có xử được ấy. Ok, đây rồi anh em ơi. Mình có một hàng gọi là Repeater rồi. Mình chỉ cần cái con này của mình nó cooldown lại nhanh lên tí nữa là được. À chắc là mình sẽ cho spawn thêm giga gan anh em nhá. Spawn thêm giga gan anh em nhá. Chứ như này thì này đợi lâu lắm. Này đợi lâu lắm, mình không chờ được lâu đâu. Nên là mình sẽ sử dụng tool để mình sẽ cho spawn thêm giga gan anh em nhá. Chua mấy cái con này thì yếu lắm. Ok anh em. Hôm nay chúng ta sẽ thử chiến với lại giga gan xem nào. Đương nhiên rồi, trồng hết ra. Đã chơi tool là phải chơi. Spawn zombie nào. Xem nào, mình sẽ spawn con nào đây. Đương nhiên là Gigan anh em nhá. Từ đầu tiên thì cho Gagatua ra trước nha. Cho Gagatua ra trước. Này một thằng cột Oclum đi. Oclum thử spawn thử xem nào. Đâu, zombie đâu, đây. Nhầm rồi. Cái này đây, nó phải như này anh em ơi, nó phải như thế này mới đúng này. Ơi, nó phải như này mới đúng này. Ôi. Nó phải như này nó mới đúng anh em ạ. Nó phải như thế này mới đúng. Đây rồi. Đây rồi, Gagan Gagatua đây rồi. Anh em đã thấy sự bá đạo chưa? Gagatua này. À Gagatua tiếp này. Gagatua tiếp này. Gagatua tiếp này. Ôi. Ui. Hôm nọ anh em mình chơi con gì nhỉ? Con Kettle Doom ấy. Con đấy nó cũng ghê vãi trưởng rồi. Hôm nay chơi con này chắc còn kinh khủng hơn. Nhưng mà được cái thì con này nó lại không chơi theo kiểu là đuổi đạn đuổi tên lửa đuổi giống như kiểu là con Kettle Doom. Con này nó bắn theo kiểu một hàng thôi. Nhưng mà cái số lượng nấm nguyên tử nó bắn ra thì là bốn nấm nguyên tử cực kỳ lớn luôn anh em ạ. Nên là kiểu gì kiểu zombie cũng chết một thôi. Nó bắn ra gấp 4 lần viên đạn như thế thì làm sao mà đỡ được anh em. Ok này, chúng ta sẽ đến với màn minigame tiếp theo. À không, đây là màn survival mode chứ anh em. Quên mất. Rồi, chơi tiếp. Tiếp nào. Let's rock luôn. Ok. Tiếp tục mình sẽ spawn, lần này mình sẽ spawn Giga Gagatua nha anh em. Giga Gagatua nha. Đây. Một này, một tơn này. Ôi, ui giời, anh em nhìn nó nổ kìa. Nó nổ như thế thì làm sao mà đỡ được. Nào tiếp này. Ui. Giga Gagatua này. Rút kinh nghiệm cái trận trước chơi Kettle Doom thì lần này mình sẽ spawn cái số lượng Giga Gagatua nó vừa phải phải thôi. Nó không quá nhiều giống như là cái video lần trước nữa. Để anh em mình còn có thể gọi là không bị crash. Chứ như cái trận đấu trước là anh em mình bị crash luôn mà. Đấy, nhưng trận này thì mình sẽ spawn ít ít thôi anh em ạ.
tớ bón ít ít thôi. Ấy, nó chỉ như thế này thôi này. Nó chỉ như thế này thôi này. Là anh em mình vừa đẹp rồi. Ấy, con Gigagatua này nó chỉ bước đúng 2 bước thôi. Bước được đúng 2 bước thôi là nó ngoảng cổ tẻo rồi anh em ơi. Nó ngoảng luôn rồi. Không có sống nổi luôn ấy. Bước đúng 2 bước là chết luôn rồi. Ác thật chứ nhở. Ghê phết. Bắn như thế này bảo sao không phải là bước 2 bước thì chết đúng không anh em. Ấy, bắn như này cơ mà. Mỗi quần nó bắn ra 4 cái nấm nguyên tử như thế kia thì bảo sao bọn này có thể đỡ được ấy chứ. Khó lắm, khó lắm. Trông thế thôi chứ còn. Ôi giời, crash à? Ơ, lại bị crash à? Ôi giời ơi anh em ơi. Thề luôn đấy, không hiểu sao cái bidum này khi mà mình cứ spawn thêm Gagatua nhiều là nó bị crash anh em ạ. Nhưng mà phải nói khi mà sử dụng cái tool vào anh em thấy là nó kinh khủng đến mức nào rồi đúng không? Trận trước thì chắc là anh em biết cái sự kinh khủng nó đến mức nào rồi. Trận này mình test thử với lại con các link bidum xem nó thế nào nữa thôi, chứ còn thông qua cái trận đấu trước với lại con mèo thì chắc anh em biết rồi, quá kinh khủng rồi. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Nếu như anh em thấy video này là lại khủng khiếp nữa thì hãy để lại cho mình một like và subscribe kênh nha anh em. Đừng quên, chúng ta vẫn còn con một con bidum nữa. À không, chúng ta vẫn còn một con doom nữa cực kỳ khỏe, đó chính là con dưa hấu. Nếu như mà ok thì mình sẽ làm video cho anh em luôn hôm sau nữa hoặc là hôm nào đó anh em nhé. Ok, bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Mặc dù video này hơi ngắn anh em ạ. Ok, bye bye anh em nhé. Bye bye.